Thưa quý vị, hiện tại theo ghi nhận của chúng tôi, mực nước tại sông Tích ngày càng cao lên, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân một số xã trên địa bàn huyện Quốc Oai. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, huyện Quốc Oai đang khẩn trương tiến hành di rời những hộ dân trong vùng lũ nguy hiểm đến nơi an toàn. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Đài Hà Nội tại xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại xã Cần Hữu, huyện Quốc Oai. Tại đây thì xóm Bến Vôi của xã với 133 hộ và 507 người dân sáng qua đã trở thành ốc đảo do nước sông Bùi dâng cao ở báo động 3. Ngày hôm nay thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai vừa ký thông báo hỏa tốc yêu cầu các xã khẩn trương rà soát, vận động nhân dân thuộc các khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của lũ thực hiện di rời đến nơi an toàn. Hiện nay các đường vào các khu vực ngập lụt đã được lực lượng chức năng chốt chặn, cấm các phương tiện di chuyển qua đây, đồng thời triển khai 100% nhân lực tập trung triển khai công tác cứu hộ di rời. Ngoài lực lượng của xã thì còn có hơn 100 người từ các lực lượng của Ủy ban Nhân dân huyện, công an, quân đội cùng 4 xe ô tô. Việc thực hiện di rời phải xong trước 17 giờ chiều nay. Hiện nước vẫn đang lên, toàn huyện Quốc Oai đang khẩn trương rà soát tuyên truyền, kiên quyết vận động nhân dân thuộc các khu vực nguy cơ ảnh hưởng, khẩn trương thực hiện di rời đến nơi an toàn. Theo quy định, đến 17 giờ hôm nay, nếu còn hộ dân nào không hợp tác di rời, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã căn cứ quy định của pháp luật để thực hiện các biện pháp cưỡng chế di rời, đảm bảo an toàn cho nhân dân theo quy định.